cũng ghi nhận và tán thành với ông về cái việc chúng ta phải cụ thể hóa hơn những cái chương trình hoạt động, và đặc biệt là tạo cái cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Bangladesh có thể gặp gỡ trực tiếp để trao đổi về cái cơ hội kết nối giao thương và hợp tác kinh doanh. Việt Nam và Bangladesh là hai đất nước nông nghiệp, chúng ta hoàn toàn có thể trao đổi về cái kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, để làm sao tăng giá trị cho các cái sản phẩm nông nghiệp của hai bên. Đây là điều cốt lõi quan trọng. Tôi đề nghị các bạn ghi nhận và có những cái gợi ý để chúng ta có thể trao đổi cho người dân được. Như ngài vừa nêu, Việt Nam chúng tôi có thể cung cấp về gạo, về sản phẩm điện tử cũng như là các cái thiết bị điện, rồi thì là các cái sản phẩm điện dân dụng, sản phẩm công nghệ thông tin và các sản phẩm nông nghiệp khác, công nghiệp khác cho Bangladesh, và Bangladesh có thể cùng trao đổi về nguyên phụ liệu dệt may cũng như là vải như ngày vừa nêu cho doanh nghiệp chúng tôi cũng như là cho nền kinh tế của chúng tôi, thì những cái yếu tố đó cần phải được thể chế hóa bằng các cái bản ghi nhớ, bằng một cái hợp đồng thương mại giữa doanh nghiệp hai bên, thì khi đó mới có thể thành hiện thực được. Vận hành các công việc của mình thì có vấn đề gì hoặc có cái yêu cầu gì đối với phía phòng thương mại của người Việt Nam chúng tôi, ngoài cái việc thông tin trực tiếp thì các quý ngài có thể thông qua đại sứ, cơ quan đại sứ quán của chúng tôi tại đó để bày tỏ các cái nguyện vọng cũng như là cái mong muốn của doanh nghiệp Bangladesh đối với chúng tôi, để chúng tôi sẽ có cái nghiên cứu và có cái đáp ứng theo cái khả năng và cái mong muốn của mình.